Hello, xin chào mọi người, trai xinh gái đẹp xin chào các bạn. Anh ơi, bàn chân ngược như vậy có làm người xem nhức đầu không đó? Ồ, ngược rồi hả? Quay ngược lại liền nha. Vâng, quay lại ngay và luôn đi nha. Thôi thôi anh ơi, anh làm gì vậy? Nhức đầu bỏ xừ. Một khóa học mới đã được bắt đầu rồi đấy các bạn. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần như thế nào cho khóa học này chưa? Khởi động cho khóa học này là một câu nói nổi tiếng của ông John Quincy Adams. Ông đã phát biểu một câu rất là xác đáng. Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thực sự đó. Các bạn suy nghĩ như thế nào về câu nói này? Hãy comment bên dưới để thảo luận với chúng tôi các bạn nhé. Các bạn có biết không, làm người lãnh đạo, người quản lý là phải gánh vác cả ba ước mơ. Ồ, không biết đó là ước mơ gì vậy ạ? Đầu tiên là ước mơ của tổ chức nè. Mà để đạt được ước mơ của tổ chức thì phải giúp nhân viên đạt được ước mơ của họ. Nhưng khi người quản lý giúp tổ chức và nhân viên đạt được ước mơ thì lúc này người quản lý mới đạt được ước mơ của chính mình đó các bạn. Nghe đến đây bạn thấy thế nào nè? Wow, tôi chỉ muốn thốt lên một câu thôi. Vai trò của người quản lý thật vĩ đại quá đi. Vâng vâng, đúng rồi các bạn. Con đường đi đến và đạt được ước mơ của họ luôn luôn có nhiều chông gai và rất là khó khăn, cần phải vượt qua đó. Các bạn ơi, hiểu thấu về những ước mơ này, các chuyên gia Balance đã cho ra đời khóa học tương tác, bí quyết trở thành người quản lý 5.000 đô một tháng. Tên khóa học nghe hấp dẫn quá nhỉ? Không biết là những bí quyết gì mà giúp người quản lý có mức lương tới 5.000 USD một tháng luôn vậy ta? Nào, cùng tôi và các chuyên gia Balance tiếp tục khám phá khóa học này nhé các bạn. Ok, con bê luôn. Các bạn à, lúc nãy tôi có nhắc đến các chuyên gia Balance, nhưng các bạn đã biết rõ về chuyên gia Balance chưa? Xin giới thiệu với các bạn. Các chuyên gia Balance chính là người trình bày khóa học này. Họ là những người có trên 20 năm đảm nhận các chức vụ giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore, Việt Nam. Không những thế, các chuyên gia còn phỏng vấn, đánh giá năng lực cho hơn 35.000 người. Ngoài nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia còn có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân nữa đấy. Tôi có tìm hiểu và biết họ còn cho ra mắt quyển sách Bạn là triệu phú, một quyển sách rất bổ ích cho học sinh sinh viên và người đi làm, vì có KPI các chức vụ, bài test về năng lực nữa. Bạn ơi, bạn PR dùng khéo quá đó nha. Mình chỉ kể lại thôi. Các chuyên gia không chỉ dừng lại ở những học vị kinh nghiệm mà họ có được, các chuyên gia còn có thành tựu đáng tự hào, đó là phát triển thành công, công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Họ là những người có cùng khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp và phát triển đất nước, nhằm mục tiêu là giúp tăng thu nhập cho người Việt Nam trong top đầu ASEAN nữa các bạn. Các bạn ơi, các bạn có biết được rằng người quản lý chỉ có thu nhập 5.000 đô một tháng khi họ... Đầu tiên là biết được tầm quan trọng của chiến lược, biết cách xây dựng được chiến lược. Và điều thứ hai cũng cực kỳ quan trọng là... Chỉ cần một chiến lược nhưng chúng ta cần đến hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là đến hàng triệu người mới thực hiện và biến chiến lược thành hiện thực được. Vì thế người quản lý phải biết quản trị, đặc biệt phải nắm vững phương pháp quản lý hiện đại hiệu quả cao. Các bạn à, như bạn đã biết đó, để quản lý gánh vác được cả ba ước mơ thì người quản lý phải có tâm, biết lãnh đạo, quản lý đội ngũ nữa đó các bạn. Đặc biệt hơn hết là người quản lý phải là người coaching giỏi, đánh giá hiệu quả làm việc công bằng, công tâm. Vâng, chính người lãnh đạo, người quản lý không ai khác là người biến những điều không thể thành có thể đấy các bạn. Vì thế, với khóa học tương tác online, bí quyết trở thành người quản lý 5.000 đô một tháng này rất phù hợp với những ai đang hoặc khát khao trở thành CEO, các cấp quản lý hiệu quả bền vững đó. Các nhà quản lý phải gánh trên vai của mình ba ước mơ của ba đối tượng khác nhau. Chuyện này thật sự là không dễ chút nào đâu nha. Nhưng chuyên gia Balan đã làm được và thu nhập của các chuyên gia này đã hơn gấp đôi mức 5.000 đô la Mỹ một tháng. Vâng, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Balance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Chưa hết đâu nha, với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ hết các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất. Và đặc biệt,
bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về tài liệu, quy trình, biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá 55.344 đô la nữa đó. Ồ, mới khởi đầu khóa học mà nghe thấy toàn đô la không à? Tôi thấy nôn nao trong người, cảm giác thật là do mót quá đi à. Thôi đi nha, bớt bớt chua tí đi bà thím Tèo ơi. Nhưng mà các chuyên gia ơi, tại sao Belen lại trao cho người học bí quyết trị giá hàng trăm triệu đồng như vậy vậy? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại dám cả gan trao công nghệ hành nghề này? Các bạn à, sau nhiều lần trăn trở cân nhắc, thảo luận cùng với các chuyên gia khác và mất ăn mất ngủ rất là nhiều ngày, cuối cùng Balance quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu được đúc kết suốt 20 năm kinh nghiệm áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Và đó là khát vọng, là mục tiêu chính của Balance đấy các bạn. Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này đấy. Vâng, đúng thế đó bạn. Và chúng tôi cũng rất là mong bạn hãy ủng hộ Balan bằng cách là không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa học tương tác này nha. Các bạn có biết không, sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, tôi chỉ lấy ơn thôi, còn cám thì tôi không nói đâu. Các bạn ơi, hãy cùng các chuyên gia tham gia khóa học online tương tác bí quyết trở thành người quản lý 5.000 đô la ngay bây giờ, và bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 30 và 40% nữa đấy. Chưa hết đâu nha, bạn còn được tặng những món quà hấp dẫn như là sách Bạn Là Triệu Phú, voucher cà phê Starbucks miễn phí nè, và tặng giải trí nữa đó. Wow, thiệt luôn hả? Có mới nói nha. Tôi chơi ngay và luôn đó, inbox rồi đó chuyên gia ơi. Các bạn ơi, hãy nhanh tay tham gia khóa học nhé. Số lượng và thời gian nhận quà chỉ có giới hạn mà thôi. Công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam xin cảm ơn bạn và xin hân hạnh phục vụ bạn tại website www.bạnlatriệuphú.com học online các bạn nhé.